Rồi, chào bác nhá. Thưa bác là buổi chiều ngày hôm nay Quân đang hái một ít cây loại cây này. Đấy thì có một vài người đi qua. Mọi lần thì Quân sẽ tiếp tục thực hiện video, nhưng mà ngày hôm nay do là đang trong thời điểm cách ly xã hội, do vậy là rất ngại những cái ánh nhìn. Sau đó là có thể người ta đến gần mình, người ta hỏi xem cái cây này dùng để làm gì. Quân rất ngại cái việc tiếp xúc như vậy. Đấy thì Quân sẽ em về phòng này thì cái không gian phòng nó hơi hơi hẹp, do vậy là cái tiếng nói nó sẽ không được tự nhiên. Các bác là kinh nghiệm ngày hôm nay Quân xin chia sẻ với bác đó chính là cây này đấy. Đấy, cây này Quân buổi chiều đã hái về. Đấy, cây này thì ta gọi là cây chua me đất các bác nhé. Chua me đất. Chua me đất thì nó có hai loại, một loại là hoa tím và một loại hoa vàng. Thì đây là loại hoa vàng. Loại hoa vàng này thì lá, thân, lá và hoa nó sẽ bé hơn so với loại hoa tím. Và đương nhiên là cái hoa của nó đặc điểm nhận dạng cái hoa nó sẽ có màu vàng rồi. Loại thứ hai đó là loại hoa tím. Thì loại hoa tím thì lá nó sẽ to hơn và hoa nó sẽ màu tím. Còn Quân muốn phân biệt với bác là cái cây chua me đất hoa vàng này với cây cỏ bợ. Đấy là hai cây mà chúng ta dễ nhầm lẫn. Cây chua me đất hoa vàng là loại cây mọc bò sát dưới mặt đất. Đấy, dạng dây như này. Dây bò như này. Đấy các bác. Và cái dây này nó có thể là dài đến 1 mét. Đấy. Lá thì nó sẽ có cuống. Đấy, cuống dài. Đấy. Đây. Đấy, cuống lá nó dài như này. Và một cái đặc điểm mà chúng ta cần phân biệt với cây cỏ bợ đó là chua me đất này thì lá nó sẽ có 3 chét. Đấy. Và mỗi một chét, mỗi một lá chét thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Đấy. Nó giống hình dạng trái tim như này. Đấy, và người ta gọi là hình tim đấy. Đấy. Mỗi một lá chét thì nó lại xẻ như này, xẻ tim như này. Đấy. Còn cây mà chúng ta thường nhầm lẫn với cây này đó chính là cây cỏ bợ. Đấy. Cái đặc điểm khác của cây cỏ bợ đó là cỏ bợ sẽ có lá có 4 chét. Đấy, cây này có 3 chét thì cây cỏ bợ nó sẽ có 4 chét. Đấy. Đấy là cái đặc điểm khác nhau giữa hai loại cây mà Quân nghĩ là các bác cần phải phân biệt hai loại cây này. Thưa bác, cây chua me đất hoa vàng trong đông y đánh giá là một cái vị thuốc có vị chua, tính mát và có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu. Kinh nghiệm đầu tiên mà Quân xin chia sẻ với bác đó là khi mà chúng ta bị tiểu tiện khó khăn. Đấy, tiểu nhỏ giọt đấy. Mỗi một lần đi thì chúng ta chỉ đi được một tí thôi, người ta gọi là tiểu xón đấy. Đấy. Thì các bác kiếm cho Quân cái cây này. Đấy. Cây này cũng rất là dễ kiếm. Đấy, và các bác tìm thêm cho Quân một cái vị thuốc cũng rất tốt cho đường tiết niệu đó là cây mã đề. Đấy, mỗi một loại là 20 g, chỉ cần hai loại thôi nhé, hai loại, mỗi loại là 20 g dạng tươi như này. Rửa sạch, giã nát và các bác cho thêm một ít đường. Đấy, cho thêm một ít nước lọc nữa và các bác lọc lấy cái nước cốt đó. Đấy, ngày một lần chúng ta uống. Đấy. Thì cái bài thuốc này rất tốt cho những cái trường hợp bị tiểu xón. Đấy, tiểu nhỏ giọt. Đấy, rất là khó chịu. Khi các bác sử dụng cái bài thuốc này thì thực sự là nó mang lại công hiệu rất là tốt. Đấy là kinh nghiệm đầu tiên chúng ta sử dụng cái cây này là dạng tươi thôi nhé. Đấy, cũng liên quan đến cái bài thuốc, cái phương pháp sử dụng cái cây chua me đất này dạng tươi thì có một kinh nghiệm cũng rất là hay nữa. Và khi chúng ta bị sốt cao, co giật thì chúng ta sử dụng cây này kết hợp với cây xương sông. Mỗi một loại thì chúng ta hái một nắm khoảng 20 g. Đấy. Cũng giã nhỏ tương tự như cái bài đầu tiên, cũng giã nhỏ, sau đó là các bác chế thêm một ít nước nước nóng nữa vào. Đấy, chế thêm ít nước nóng. Sau đó các bác cũng chắt lấy nước cốt đó cho bệnh nhân uống. Đấy. Trong trường hợp bị sốt cao, co giật. Đấy. Thì bên cạnh việc sử dụng thuốc hạ sốt, bên cạnh việc sử dụng những cái phương pháp Tây y thì chúng ta sử dụng cái bài thuốc sử dụng cái cây chua me đất này thì cũng rất là hiệu nghiệm. Cái cây này nó tính giải nhiệt rất là tốt. Sử dụng riêng cái này mà các bác không tìm thấy cây xương sâm cũng vẫn được, dùng riêng cái này vẫn được, nhưng mà kết hợp thêm cây xương sông nữa thì công hiệu hạ sốt rất là tuyệt vời các bác nhé.
Đấy là hai kinh nghiệm mà chúng ta sử dụng cây chuông lá đất hoa vàng để xin chia sẻ với bác trong video ngày hôm nay. Đấy, cũng liên quan đến cái việc là bị sốt ấy, thì trong thời điểm mà dịch bệnh Covid đang diễn ra như rất là phức tạp như này, thì khi biểu hiện sốt thì các bác bắt buộc các bác phải đến các cơ sở y tế thăm khám điều trị. Đấy, và người ta sàng lọc các nhé. Có hai kinh nghiệm, một đó là trong trường hợp bị tiểu buốt, tiểu són, tiểu nhỏ giọt. Thứ hai nữa là trong trường hợp bị sốt cao, co giật là chúng ta sử dụng cây này. Ngoài ra, bác nào biết thêm những kinh nghiệm sử dụng cây chuông lá đất hoa vàng nữa thì các bác hãy để lại bình luận xuống dưới giúp Quân. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Thảo Dược Net để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.